Dạ, no, rất xin lỗi. Chắc con được con cái quá ha. Con này bự quá trời luôn á. Con rùa này là sống dưới nước á, bởi vì cái tai của nó giống như là cái mái chèo vậy đó. Rồi con rùa mà giống như nó đi bằng bốn chân á, mà con rùa sống trên biển. Đây, ở nó ẩm nó cho nó kìa. Còn nó là hoài. Nó ăn đậu que á. Thấy nó cầm mấy cái đó nó như đậu que á. Đi, go, go.